câu này thì lúc đầu cứ tưởng nó khó, nhưng mà thực ra nó cũng không hề đơn giản. Trung 19 tuổi và Quyên 20 tuổi khi tập luyện thể thao thì rủ nhau đua xe đạp. Trong lúc đua, Trung đã đâm vào một bà cụ đang sang đường. Bà đi trên vạch kẻ đường cho người đi bộ, làm bà cụ ngã đập đầu xuống đường và tử vong. Theo anh chị, Trung phạm tội gì? A. Tội vô ý làm chết người. B. Tội đua xe trái phép. C. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. D. Tội đua xe trái phép và tội vô ý làm chết người. Cũng có những nét khá là tương đồng với câu hỏi trước đấy. Rõ ràng là hai bạn này đang đua xe. Cảm tưởng như giống như câu lúc trước ấy, thì đó là rải đinh và vô ý cũng làm chết người. Nhưng mà nó chỉ khác một chỗ là các bạn ấy là đấm trên người trực tiếp, và còn cái đinh thì nó là sau này nó mới gây ra hậu quả. Cái câu này thì lúc đầu cứ tưởng nó khó, nhưng mà thực ra nó cũng không hề đơn giản. Tội vô ý làm chết người thì là chắc là cũng chưa đủ, bởi vì nó còn liên quan đến là hành vì đua xe nữa. Còn nếu mà bế thì tội đua xe thì lại cũng chưa đủ, bởi vì nó lại còn gây ra chết người nữa. Về tội vi phạm về quy định tham gia giao thông đường bộ thì các bạn này là đua xe trái phép và vô tình làm chết người. Thì theo em, đáp án cuối cùng là đáp án D. D. Bởi vì em thấy nó đầy đủ cả hai cái yếu tố trong đấy, đó là hai bạn ấy rõ ràng đua xe và vô tình làm chết người. Nhưng bạn ấy đua xe ở đây là do hai bạn quy định. Cũng hợp lý. Pháp luật có căn cứ vào các bạn ấy đua xe đâu, phải đua xe là các bạn quy định đua thôi. Qua cái câu của anh Từ Long thì em đã thấy nó rất là hợp lý và đang muốn thay đổi lại cái đáp án của mình, đó là vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Nhưng mà lại gây chết người đấy. Và khi vi phạm quy định giao thông đường bộ thì chắc chắn nó sẽ liên quan đến nhiều cái yếu tố đằng sau nữa, đó là có thể gây chết người hoặc gây bị thương, hoặc là có thể là làm ảnh hưởng rất nhiều yếu tố khác nữa, giống như câu hỏi lúc trước. Vậy thì đáp án cuối cùng của em là gì? Vậy đáp án cuối cùng của em đó là đang phân vân quá. Em phải đọc lại một lần nữa cho chắc ăn. Trong lúc đua thì đã đấm phải một bà cụ sang đường. Nhưng mà trong cái nội dung của câu hỏi này thì rõ ràng là đua xe rồi. Đua xe không phải là dự kiện chính đúng không? Dạ, nhưng mà dự kiện câu hỏi thì nào đó là đua xe. Em vẫn chọn đáp án D. Vẫn chọn đáp án D. Dạ. Giang thì sao? Lúc đầu thì cháu cũng nghĩ là cháu chọn đáp án D, nhưng mà sau khi mà nhận được sự gợi ý từ chú thì cháu nghĩ là đáp án C là đáp án đúng ạ. Cháu thì C. Còn Mão? Vâng ạ. Em chọn đáp án D. Vẫn chọn đáp án D. Không nghe theo lời tư vấn của bạn Giang đúng không? Yeah. Như vậy là đã có những ý kiến rất là trái chiều. Ở đây thì chắc là có một cái dữ kiện mà các bạn sẽ cảm thấy nó hơi rối một tí, đấy là cái hành vi đua xe. Tuy nhiên trong bộ luật hình sự điều 266 quy định về tội đua xe trái phép thì có gây ra hậu quả chết người thì cũng sẽ bị xử lý hình sự. Tuy nhiên quy định của bộ luật thì chỉ đua đối với những cái loại xe như là xe ô tô, xe gắn máy hoặc là những cái loại xe có gắn động cơ. Thế còn đua xe đạp thì lại không thuộc phạm vi điều chỉnh của điều 266 về tội đua xe trái phép. Thế nên là ở trong trường hợp này thì sẽ không thể là phương án D được. Thế còn phương án C thì tôi cũng rất là tiếc, lúc đấy cũng hồi hộp mà không biết là bạn có thay đổi cái đáp án của mình theo gợi ý của MC không. Anh ấy đã đưa ra những cái gợi ý rất là sát, mặc dù là nó không trực tiếp vào câu hỏi nhưng mà giúp bạn tập trung vào những cái dữ kiện chính của đề bài. Thì ở đây hành vi của Trung nếu như mà là đua xe thì sẽ phải là hai người đều bị xử lý, nhưng ở đây chỉ có hành vi của Trung gây tai nạn thôi, và trong trường hợp này thì Trung đã có cái hành vi bị cấm theo quy định tại khoản 6 điều 8 của luật giao thông đường bộ, đấy là hành vi đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách đánh võng, đây là hành vi bị cấm theo quy định của luật giao thông đường bộ. Và vì hành vi này gây hậu quả chết người nên sẽ bị xử lý hình sự theo điều 260 của bộ luật hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, bởi vì nó gây ra hậu quả chết người thì sẽ xử lý hình sự về cái tội phạm này. Và phương án đúng là phương án C, giống như là của bạn Giang và anh Tử Long gợi ý. Rất là tiếc, chia buồn với bạn.